Hôm nay chúng tôi tới tham dự lễ tưởng niệm của bên OCS, sinh viên sĩ quan Hải quân đã bỏ mình vì đất nước tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Westminster, Little Sài Gòn. Thì quý vị cùng với tôi đi thăm tượng đài. Đây là các anh em sinh viên sĩ quan Hải quân đang đứng tưởng niệm các bạn bè đã hy sinh trong chiến tranh về Việt Nam. Tổng số các anh em OCS đã ra đi là 72 anh em. Chị ngồi xuống chút xíu rồi đúng không? Tất cả chú ý nghiêm. Trong bầu không khí linh thiêng hôm nay, tất cả anh chị em chúng ta từ khắp bốn phương trời đã đến đây tụ họp ở đây để tưởng niệm 72 tử sĩ anh hùng, đồng đội của chúng ta đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ tự do
cho miền Nam Việt Nam, để miền Nam Việt Nam có một bầu không khí tự do để thở. Và sau đây là lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Vì hy sinh thì vì nó sao? Vì tương lai của dân cùng sống và có tên, làm sao cho lối sống từ nay luôn vững bền? Thầy mời trên cơm dao, thủ nước lấy máu đào đem bao. Rồi dòng đến nước cái cần giai nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí, hùng trang quyết chiến đấu làm cho ta nơi vàng tiên người dân nặng cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ. Công dân ơi, mau làm cho khói mờ thoát cơn tàn phá vẻ vàng, nói rộng xứng danh nghìn năm dòng sông Lạc Hồng. Tất cả chú ý, chào tay, chào. Sau đây là phút mặc niệm. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tất cả công ơn của tiền nhân chúng ta đã có công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tất cả các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh mạng sống mình để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm hôm nay đặc biệt để tưởng nhớ đến 72 tử sĩ anh hùng thuộc đại gia đình Hải quân OCS đã ra đi trước chúng ta vì lý tưởng tự do, đã hy sinh chính mạng sống mình để bảo vệ cho tự do và độc lập của miền Nam Việt Nam, để miền Nam Việt Nam có được một bầu không khí tự do để thở. Phút mặc niệm bắt đầu. Sau đây là lễ đặt vòng hoa tưởng niệm. Xin mời anh trưởng ban tổ chức và xin mời anh Cảnh đại diện cho gia đình Hải quân OCS để đặt vòng hoa tưởng niệm 72 tử sĩ anh hùng. Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm chấm dứt. Phát.